một phụ nữ kể từng bị Nguyễn Xuân Đường dí súng dọa giết vì làm Bồ Tát khóc. Câu chuyện chị NMA bị Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, cùng hơn 40 đàn em quay tại một quán cà phê hồi tháng 3 năm 2018 khiến dư luận Thái Bình xôn xao trong thời gian dài. Anh TD, người dân thành phố Thái Bình, còn nhớ như in ngày anh cùng bạn bè ngồi trong một quán cà phê gần ngã tư tử thần, đường Quang Trung, thì một nhóm vài chục thanh niên xâm chỗ kéo vào. Nhóm này đuổi hết khách đang uống nước ra ngoài. Mọi người khiếp sợ, biết có chuyện chẳng lành nên đều bỏ về. Hai phụ nữ và một đàn ông bị nhóm người này quay trong quán, không cho ra ngoài. Người cầm đầu nhóm thanh niên bậm trận, xâm chỗ là Nguyễn Xuân Đường, chồng doanh nhân Nguyễn Thị Dương, chị NMA m a là người phụ nữ bị đường nhuệ cùng đàn em uy hiếp trong quán cà phê hôm đó. Chị M.A cho hay, không chỉ bị chửi bới, xúc phạm, hăm dọa, chị còn bị đường dí súng đã lên đạn vào mặt dọa giết. Sau khi đấm xương mắt, đường ngăn cản chị vào viện cấp cứu. Sở dĩ có chuyện này vì chị mắc tội làm cho Bồ Tát khóc. Nguyễn Thị Dương được đàn em tung hô là Bồ Tát sống do tự khoe đi làm việc thiện, cứu người. Tội làm cho Bồ Tát khóc chị M.A. có điện thờ. Ai đến nhờ vả thì xem tướng số giúp, không yêu cầu đặt lễ. Đầu tháng 3 năm 2018, một người quen dẫn theo người phụ nữ lạ tới nhà chị M.A. Sau này, chị M.A. mới biết đó là Nguyễn Thị Dương, vợ đường. Trong cuộc trao đổi, chị M.A. có khuyên vợ chồng này nên làm việc thiện do nghiệp chướng rất nặng việc này khiến Dương Hoa khóc tại chỗ. Vài ngày sau, chị M.A. nhận được cuộc điện thoại từ một người nói tên đường, chồng của Dương và mời chị M.A. về Thái Bình chơi, giúp vợ chồng này sắp xếp đồ đạc, ban thờ cho phong thủy. Sau đó, chị M.A. có việc về Thái Bình nên đã tiện đường ghé qua. Gần đến địa chỉ nhà Nguyễn Xuân Đường, số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, đường lại hẹn chị do quán cà phê. Tại đây, xảy ra sự việc như trên đường cho khoảng 40 đàn em quay hai chị em tôi, chị m A đi cùng em gái, sau khi đã đuổi hết khách ra khỏi quán. Anh lái xe thì bị một nhóm thanh niên xâm chỗ khác khống chế ở một góc. Lúc này, anh đường chửi tôi, gia đình bố mày đang làm ăn phát đạt, sổ đỏ bố mày chất cao hơn người, không cần làm bố mày cũng thừa tiền ăn cả đời không hết. Vợ bố mày chưa bao giờ phải khóc mà mày dám làm vợ bố mày khóc thì bố mày sẽ cho mày khóc cả đời, chị M.A. thuật lại. Anh đường lên đạn, dí súng vào mặt tôi đòi giết người đi cùng tôi, sống ở thành phố Thái Bình, biết đường nên gia sức văn xin, đường mới không nổ súng. Anh ta đấm khiến mắt tôi sưng vù, không nhìn thấy gì. Anh ta còn cho đàn em nhảy vào xe áo tôi giữ chúng đông người. Chưa bao giờ tôi sợ hãi, bị làm nhục như thế, chị M.A. nói. Phải nhờ rất nhiều sự can thiệp và người nhà đến giải cứu, chị M.A. mới tháo chạy được ra khỏi quán. Khi xe đưa chị đến cấp cứu tại bệnh viện, đàn em của đường nhuệ đuổi theo, chặn đầu xe ngay cổng bệnh viện không cho vào. Sau đó, Đường đã cho người xác minh thông tin của gia đình tôi để tiếp tục đe dọa. Sợ bị trả thù nên tôi không dám tố cáo, chị M.A. nói. Chị M.A. cho biết, chị sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an dưới góc độ là nạn nhân của Đường Nhuệ nếu như công an có yêu cầu.